xin chào tất cả mọi người yêu cây trên cả nước nhé. Ngày đầu tiên bonsai Châu Giang xin gửi tới tất cả anh em yêu cây trên cả nước một lời chào sức khỏe, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hôm nay tôi vừa đang xử lý một cái cây dáng thì rất là quái thủ. Đây, có chiều cao thì cái này phải tầm 3m, hơn 3m nhỉ. 4m, tầm hơn 4m. Có bộ rễ này, trông như con công. Sau đây chi tiết rồi tí nữa tôi sẽ lấy tổng thể của cây để mọi người chiêm ngưỡng. Và hôm nay đang xử lý những cái dàn tay bông. Đấy, làm sao cho thật nét để gửi tới tất cả anh em yêu cây trên cả nước được cùng chiêm ngưỡng và đóng góp xây dựng cho bonsai Châu Giang. Như là một tác phẩm này rất là độc đáo, vì cũng là cùng với này một với anh em tức là khẩu phần để xử lý cái cây này. Đây, tại đang muốn xử lý dần. Qua cuốn video này thì Châu cũng muốn gửi tới một tác phẩm này rất là vô cùng độc đáo để cùng mọi người yêu cây trên cả nước chiêm ngưỡng và đóng góp. Tí nữa tôi sẽ quay trực tiếp để gửi tới tất cả mọi người. Đây là một cây xanh lá nhỏ Lam Điền, rất là cao và rất là kỳ quái. Trong tổng thể cây thì anh em nếu có không gian, sân vườn, biệt thự thì đặt cây này thì rất đẹp. Có chiều cao lấy rơi vào tầm 4m2, rất phù hợp với những cái sân vườn và những cái biệt thự cao. Anh em đặt cây này. Cái xanh lá nhỏ trước là ôm trên một cái cổng gì đấy. Đấy, nó chảy như thế này, trông như con thiên nga. Này, xử lý qua được vấn đề tay bông. Để gửi tới tất cả anh em yêu cây trên cả nước chiêm ngưỡng và đánh giá một tác phẩm vô cùng độc nhất vô nhị này. Rất đẹp, nó chảy như là nhựa. Anh em trên cả nước nếu những người nào yêu cây và yêu tác phẩm này, xin liên hệ với Châu trên số điện thoại của Châu áp trên bên tay phải màn hình của các bạn để tiện theo dõi và liên lạc. Tác phẩm vô cùng độc đáo, tay chi như san hô rồi. Cây xanh này được làm bắt đầu từ phôi, đến nay là 14 năm, 14-15 năm rồi, hoàn chỉnh được bộ tay dăm rất đẹp. Qua cuốn video này, bonsai Châu Giang muốn gửi tới tất cả mọi người yêu cây có một sự đóng góp và nhận xét một tác phẩm này
vô cùng độc đáo. Đây, kinh khủng. Đến nay sửa sang để đi vào chuẩn bị lên chậu để chiêm ngưỡng cho anh em chiêm ngưỡng dàn tay. Rất đẹp. Đây. Anh em nếu như là có một không gian đẹp, biệt thự, sân vườn, đặt cây này thì quá là đỉnh luôn. Tôi quay rất kỹ để mọi người cùng chiêm ngưỡng một tác phẩm này. Chắc chắn tác phẩm này gửi lên với tất cả mọi người thì chắc rất nhiều người yêu thích. Một cây xanh Nam Điền với bộ tay chi làm rất kỹ lưỡng. Đến nay là 14-15 năm đã hoàn chỉnh để đưa lên, chuẩn bị đưa lên bể để gửi tới tất cả mọi người chiêm ngưỡng và đánh giá, góp ý. Anh em nào yêu cây, yêu tác phẩm này xin liên hệ với Châu với số điện thoại bên tay phải màn hình, sẽ cụ thể chi tiết về kích thước, về giá cả. Rất công phu mới làm được cái bộ tay này qua 14-15 năm. Rất đẹp. Với một cái không gian chỉ cần chơi một hai tác phẩm này thôi. Với sự sắp xếp bông cảnh rất là hài hòa và hợp lý. Và căn bản là ngại vận chuyển nếu xa vì chiều cao nó hơi cao. Nên là nếu anh em nào lấy thì xử lý một cái phần thân bệ này bằng đá nữa thì rất đẹp. Cái này thì nó là một tác phẩm tuyệt tác, không thể ai có được. Tức là sắp đặt bông tay rất nghệ thuật, rất hài hòa, không bị rối.
Qua cuốn video này, Bonsai Châu Giang muốn gửi tới với tất cả anh em yêu cây trên cả nước. Mọi người sẽ chiêm ngưỡng một cái tác phẩm vô cùng độc đáo này. Đây, vẫn còn một cái mảng tường ở trên mặt cổng ngày xưa. Đây, vẫn là gạch này. Cây này có gồm có 3 thân chính và một thân hoành, một thân huyền, rất là đẹp, kiến trúc với mức độ rất là tinh xảo. Đây, 3 thân chính ở trụ giữa, thân huyền nó banh vào đằng sau, thân hoành. Tôi quay rất chi tiết để gửi tới tất cả mọi người để chiêm ngưỡng tác phẩm này. Đây có 3 thân chính ở chỗ này, một thân hoành, thân huyền rơi xuống này, đây là cành rơi quắp lấy cái thân, rất là hài hòa, kiến trúc một cách rất là đẹp. Đây là một cành huyền và cũng là một cành rơi, rất hợp lý. Còn 3 thân chính ở trên. Đây là cái bộ rễ trước bám theo với một cái trụ cổng chảy xuống. Tất nhiên là cái này về sau sẽ khắc phục cái rất hài hòa. Cành huyền rất là hợp lý, đúng một điểm trên 3 thân chính. Đấy, 3 thân. Và một cành hoành ở đằng sau. Với sự sắp xếp của bông cành rất hợp lý, không bị rối. Rất đẹp, rất nét.
anh em nào có những cái cầu thang ngoài trời đặt đúng như thế này thì rất đẹp, chọn được những cái view của cái này xứng đáng được đặt vào những cái chỗ đấy. Thực sự ra thì có những cái sân vườn biệt thự thì cần những cây cao này thực tế là rất hiếm, cao to và đẹp. Đây đúng chất nằm điền xịn luôn. Rất đẹp, với sự sắp xếp của bông cảnh rất hài hòa. Thank you.
Qua cuốn video này, Bonsai Châu Giang muốn gửi tới với tất cả mọi người yêu cây trên cả nước được chiêm ngưỡng một tác phẩm vô cùng độc đáo, độc nhất vô nhị này. Chắc là tác phẩm này thì không giống ai, không đụng hàng với ai. Đang nghiên cứu ra một cái tên rất hay để đặt cho một cái tác phẩm này. Xin ý kiến của toàn thể anh em trên cộng đồng mạng và những người yêu cây xây dựng và cho Bonsai Châu Giang để xử lý đặt tên cho một cái tác phẩm này. Cũng mong rằng mọi người đóng góp và xây dựng. Đây là một tác phẩm vô cùng quý. Thứ nhất là về chất lá, về chất xanh, cũng như là về mức độ kỹ thuật của anh em đã tạo dựng, xử lý ra cái cây này đến nay đã thành công. Từ sự sắp đặt hài hòa của những cái dàn tay bông, rất đẹp, ngồi bệt trên một cái mặt cổng ngày xưa đấy, xong là thả rễ xuống, quá trình rất là lâu lắm. Cái này có liên đại tức là nó chắc phải hàng trăm năm thì mới được như thế này. Vẫn yêu cái góc này đẹp. Cái này mà đặt vào những cái lâu đài thì thật sự là xứng đáng. Vì cái này cũng không phải là cao lắm, bởi vì anh em đã có những cái lâu đài biệt thự to, cao thì cây này cũng không có gì là thấp, không có gì là cao lắm so với cây tùng. Và đặt những cái tác phẩm vô giá này thì thực sự là nó một tuyệt tác, một tác phẩm. Rất đẹp.